Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Tổng thống Mỹ tự hào vì đã mở rộng NATO tới gần biên giới Nga Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision hôm 9 tháng 4, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố việc NATO kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia nằm gần Nga trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine là một thành tựu lớn trong sự nghiệp chính trị của ông. Đây là một việc rất đáng tự hào. NATO đã có thêm 2.000 dặm biên giới sau khi kết nạp hai quốc gia Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển. Tổng thống Mỹ nói. Đồng thời cho biết hiện có rất nhiều quốc gia NATO tiếp giáp với biên giới Nga. Trong nhiều năm trở lại đây, Nga thường xuyên bày tỏ quan ngại về việc NATO mở rộng về phía biên giới nước này và coi các chính sách của NATO là một mối đe dọa hiện hữu. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga. Sau khi Phần Lan gia nhập liên minh vào năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thành lập một quân khu mới tại biên giới tiếp giáp với quốc gia Bắc Âu này. Điện Kremlin cũng đưa ra tuyên bố rằng tư cách thành viên NATO sẽ chỉ đe dọa chứ không thể đảm bảo an ninh cho Phần Lan. Trong gần hai thập kỷ qua, Tổng thống Putin đã liên tục đưa ra cảnh báo rằng các chính sách của NATO làm suy yếu an ninh Nga. Nếu kết nạp thêm Ukraine, NATO sẽ thực sự chạm vào làn danh đỏ của Moscow. Vào tháng 2 vừa qua, Putin đã tuyên bố rằng cuộc xung đột của Ukraine đối với Nga là một vấn đề sống chết, nhưng đối với phương Tây thì chỉ đơn giản là vấn đề cải thiện vị trí chiến thuật. Hiện, NATO vẫn để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine vào liên minh này, nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận Washington không thể tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev mà không thông qua sự chấp thuận của Quốc hội. Đồng thời, chỉ trích những động thái gần đây của người tiền nhiệm Donald Trump đang đe dọa đến khối đoàn kết NATO. Ông Biden cho rằng, việc gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD dành cho Kiev đang bị chặn ở thượng viện, gây nguy hiểm đến sự đoàn kết chung của NATO. Đồng thời, quy trách nhiệm về phía cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và Đảng Cộng hòa. Ông Trump đang nỗ lực chặn gói viện trợ tới Kiev và điều này có thể khiến NATO tan rã. Đó sẽ là một thảm họa đối với Mỹ một thảm họa đối với châu Âu và một thảm họa đối với thế giới, ông Biden nói. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 113 tỷ USD dưới nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau kể từ khi chiến dịch nổ ra hồi năm 2022. Trong thời gian đó, Moscow đã nhiều lần lên án các chuyến hàng vận chuyển vũ khí của phương Tây tới Ukraine, cho rằng những chuyến hàng này sẽ chỉ kéo dài xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời biến phương Tây thành một bên tham chiến trực tiếp. Mỹ tiết lộ số tiền để lôi kéo tỷ phú Elon Musk vào cuộc chiến ở Ukraine. Lầu Năm Góc lần đầu tiên tiết lộ số tiền cụ thể cho thỏa thuận triển khai dịch vụ Internet Starlink ở Ukraine, qua đó lôi kéo một trong những người giàu nhất thế giới vào cuộc chiến tại Ukraine. Theo hãng tin Bloomberg ngày 9 tháng 4, Lầu Năm Góc tiết lộ hợp đồng triển khai thiết bị đầu cuối Starlink của tỷ phú Elon Musk tại Ukraine trị giá 23 triệu USD. Theo đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, dịch vụ cung cấp Internet từ vệ tinh Starlink của công ty SpaceX là một phần quan trọng trong các hỗ trợ an ninh mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine. Hợp đồng cung cấp thiết bị đầu cuối liên lạc Starlink của SpaceX có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Quan chức này từ chối cho biết liệu hợp đồng có được gia hạn. Các quan chức quân đội Mỹ đánh giá cao vai trò của các thiết bị Starlink tại Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Các thiết bị này giữ cho dân thường được kết nối Internet và cung cấp thông tin liên lạc quan trọng cho quân đội Ukraine. Ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine hồi tháng 5 năm 2022 cho biết, Ukraine lúc đó đã nhận được khoảng 10.000 thiết bị đầu cuối Starlink và các thiết bị này là cơ sở hạ tầng liên quan quan trọng cho cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, Tifomak nhiều lần bày tỏ không hài lòng về việc Ukraine sử dụng các thiết bị Starlink nói rằng các thiết bị này được dùng cho mục đích tư nhân, chứ không phải quân sự. Đăng tải trên mạng xã hội vào năm 2023, ông Musk nói Starlink là xương sống truyền thông của Ukraine, đặc biệt là ở tuyến đầu, nơi gần như toàn bộ kết nối Internet khác bị phá hủy. Nhưng chúng tôi sẽ không để xung đột leo thang dẫn đến thể chiến thứ ba. Có thời điểm, tỷ phú Musk đe dọa sẽ cắt hỗ trợ tài chính cho Starlink ở Ukraine, nói rằng công ty của ông không thể gánh chi phí Internet mang thông rộng tốc độ cao cho đất nước này vô thời hạn. Ông cũng khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khó chịu vào năm 2022 khi đưa ra đề xuất hòa bình. Trong đó, đề nghị Ukraine giữ thái độ trung lập, nhượng bán đảo Crimea cho Nga và tổ chức lại bầu cử ở các khu vực Ukraine mà Nga chiếm giữ. Tướng Mỹ nêu kịch bản Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột với Nga. Người đứng đầu Bộ Tổng tư lệnh châu Âu của Mỹ Christopher G. Cavoli cảnh báo ngày 10 tháng 4 rằng Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột với Nga nếu Washington không gửi thêm đạn dược cho các lực lượng của Kiev nhanh chóng. Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột với Nga. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng, tướng Christopher G Cavoli nhận định với Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Tướng Cavoli cho biết, các đối tác của Ukraine đã cung cấp nhiều trang thiết bị và vũ khí cần thiết để Kiev chiến đấu với các lực lượng quân sự của Moscow có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, Mỹ cung cấp cho Ukraine hai loại đạn dược quan trọng nhất hiện đang thiếu thốn về nguồn cung, đó là đạn pháo và tên lửa phòng không. Nếu chúng ta không tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nước này sẽ cạn kiệt đạn pháo và tên lửa phòng không, tướng Cavoli cảnh báo. Đồng thời, nhận định dựa trên kinh nghiệm của tôi trong hơn 37 năm ở quân đội Mỹ, nếu một bên có thể bắn và một bên còn lại không thể bắn trả thì bên đó sẽ thua. Tướng Cavoli, một chuyên gia về Nga trong quân đội Mỹ hiếm khi phát biểu công khai, những bình luận của ông được đưa ra khi ông xuất hiện trước Quốc hội để trình bày yêu cầu và ưu tiên về ngân sách của Bộ Tư lệnh là một đánh giá nghiêm túc về tác động của việc Mỹ chỉ hoãn gửi cho Ukraine gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD mà các thành viên Cộng hòa đã chỉ hoãn trong 6 tháng. Các lực lượng của Ukraine đang phải xoay vòng đạn pháo bởi họ không có nguồn cung cấp đáng tin cậy từ phương Tây, tướng Cavoli nói. Điều đó cho phép Nga áp đảo Ukraine về hỏa lực với tỷ lệ 5:1 con số này sẽ ngay lập tức tăng lên tỷ lệ 11 trong một vài tuần nữa. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, tướng Vokali dự đoán, khả năng của họ nhằm bảo vệ các vùng lãnh thổ mà họ hiện đang kiểm soát và không phận sẽ suy giảm nhanh chóng nếu không có sự trợ giúp bổ sung từ Mỹ. Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ đã chịu trách nhiệm giám sát những nỗ lực đa quốc gia nhằm huấn luyện, cố vấn và trang bị cho các lực lượng của Ukraine, bao gồm cả cách vận hành và duy trì các phương tiện như xe tăng chiến đấu M1 Abram, tiêm kích F-16 và pháo phản lực himas. Cử tri dân chủ lung lay trước quân bài nhập cư của ông Trump. Ngày càng nhiều cử tri dân chủ thất vọng trước cách Tổng thống Mỹ Joe Biden xử lý vấn đề nhập cư. Đây là cơ hội vàng để phe Cộng hòa giành phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 tới bà raci maritai là người gốc latin tại thành phố ezebat bang texas bà là thành viên của đảng dân chủ và từng bỏ phiếu cho cựu tổng thống mỹ barack obama tuy nhiên giờ đây bà ủng hộ ứng viên đảng cộng hòa donald trump chủ yếu do vấn đề biên giới thật tồi tệ có nhiều người và họ đang được phát thuốc men tiền và điện thoại bà nói với ab bà phàn nàn rằng những người nhập cư hợp pháp bị đối xử tồi tệ hơn thế cũng tại Egeo Pass, Rudy Menchaca, chủ một quán bar, cho rằng các vấn đề ở biên giới đang ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của anh. Menchaca tuyên bố, anh không ủng hộ các phát ngôn của ông Trump, nhưng sẵn sàng ủng hộ cựu tổng thống do tình hình thực tế. Tôi cần các binh sĩ ở quanh khi tôi kinh doanh, những đối tượng xấu có thể đột nhập. Anh nói về các binh sĩ bang Texas được điều tới biên giới. Escobar, vốn là thành trì hiếm hoi của phe Dân Chủ tại Texas, nơi đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế. Ảnh hưởng của ông Trump và vấn đề người nhập cư tới cử tri Dân Chủ nơi đây thể hiện xu thế chung trên khắp nước Mỹ. Phe Cộng Hòa đang tấn công đối thủ bằng một trong những quân bài hữu hiệu nhất họ đang sở hữu. Nỗi thất vọng của cử tri Theo một khảo sát được AB công bố hồi tháng 3, khoảng 2 phần 3 số người Mỹ được hỏi không tán thành cách ông Biden xử lý vấn đề an ninh biên giới, bao gồm khoảng 40% đảng viên dân chủ, 55% người da đen trưởng thành và 73% người trưởng thành gốc Latin. Đây là điều các nhóm cử tri được ông Biden đặt nhiều kỳ vọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, khảo sát gần đây của Trung tâm Thăm dò Dư lượng Pew cho thấy 45% người Mỹ coi tình hình ở mức khủng hoảng, còn 32% cho rằng đây là vấn đề lớn. Giới chuyên gia đánh giá, vấn đề nhập cư sẽ có nhiều ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ năm nay. Nhập cư rõ ràng sẽ là một trong những vấn đề nổi trội, nếu không muốn nói là nổi trội nhất trong bầu cử 2024. Ít có khả năng tình hình vượt biên sẽ dịu đi trong mùa xuân và mùa hè này, trừ khi chính quyền Biden áp đặt các biện pháp mạnh. Điều họ không thể hoặc không muốn làm, ông Peter Skerry, giáo sư chính trị học tại trường Boston College, Mỹ, nói với Newsweek. Trong những tháng còn lại, cả hai phe sẽ dành nhiều công sức để chứng minh phía đối thủ đang có chính sách sai lầm, cũng như khẳng định đảng mình sẽ đem tới giải pháp. Quỹ ban tranh cử của ông Biden mới đây khởi động chiến dịch quảng cáo trị giá 30 triệu USD nhằm vào các cử tri gốc Latin ở các bang chiến địa. Trong chiến dịch này, đội ngũ của ông chủ Nhà Trắng sẽ sản xuất nhiều sản phẩm truyền thống, nhấn mạnh những phát ngôn của ông Trump trước đây mô tả người gốc Mexico là tội phạm. Nhà Trắng cũng đang xem xét hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế người nhập cư, kể cả khi Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận lưỡng đảng. Giới hành pháp vẫn mong muốn tìm cách đơn phương thực thi quy định, dù vậy đây không phải điều dễ dàng. Trong khi đó, đội ngũ của ông Trump không giấu giếm thực tế rằng cựu Tổng thống sẽ nhắm đến vấn đề nhập cư khi vận động tranh cử tại các bang chiến địa. Khi số vụ bắt giữ người nhập cư trái phép tại biên giới Tây Nam của Mỹ đang đạt mức kỷ lục, Ông Trump gọi đây là một cuộc xâm chiếm do phe Dân Chủ đạo diễn nhằm thay đổi tận gốc nước Mỹ. Ông Trump thậm chí cáo buộc ông Biden cho phép tội phạm và đối tượng khủng bố tiềm tàng nhập cảnh vào Mỹ mà không bị kiểm tra. Cơn đau đầu của phe Dân Chủ Vấn đề biên giới có tác động lớn đến mức ngay cả những người dân ở xa biên giới cũng cảm nhận được tác động. Các đồng minh của ông Trump tiêu biểu là thống đốc Texas Chris Abbott đã lấy tiền của bang để chi trả cho các chuyến xe buýt chở hơn 100.000 người nhập cư tới các thành phố do phe dân chủ kiểm soát như New York, Denver hay Chicago. Lãnh đạo các thành phố này phải đau đầu giải quyết nơi ăn, chốn ở và dịch vụ chăm sóc y tế cho những người nhập cư. Trong khi ngân sách thành phố ngày càng trở nên eo hẹp, bên cạnh đó, tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng địa phương cũng tương đối tiêu cực người nhập cư bị coi là nguyên nhân của mọi vấn đề, từ tội phạm tới bệnh sởi lây lan. Theo Newsweek, trong số những cử tri bộ cho ông Biden năm 2020, 38% ủng hộ xây tường ở biên giới giữa Mỹ và Mexico, trong khi chỉ có 34% phản đối. Nhiều người từng nghĩ rằng đây là điều mà các thành viên đảng Dân Chủ không thể đồng ý. Tuy nhiên, nền chính trị dựa trên sự sợ hãi đã lan rộng trong dân chúng Mỹ. Giáo sư Gilda Lup Corre Cabrera, chuyên gia về an ninh biên giới tại Đại học Russell Manson, nói với Newsweek, cách vấn đề biên giới được phe bảo thủ tại Mỹ mô tả với thành công nhất định cũng ảnh hưởng tới phe dân chủ. Trong khi đó, phe dân chủ chưa thể mô tả vấn đề theo khía cạnh khác. Bà nói thêm, về phần mình, ngày càng nhiều cử tri dân chủ tại Ed Park tính đến phương án bầu cho ông Trump, dù đây không phải ứng viên họ hoàn toàn ủng hộ. Lựa chọn giữa ông Biden và ông Trump là điều khó khăn vì tôi là thành viên Đảng dân chủ, tuy nhiên, tôi không thích những gì đang diễn ra xung quanh mình, tôi không thích điều đang diễn ra ở biên giới. Tôi có thể sẽ chọn ông Trump và Asalia Kasare, người từng bầu cho ông Biden năm 2020, chia sẻ với Reuters. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo